Taxi DraBank sẽ có một cái cách KYC khá là độc lạ. Thì mình chưa nhận được cái giao diện mới này bởi vì chưa hết phiên khai thác của ngày hôm qua. Thì ở đây có một số bạn nhận được cái giao diện mới này khi vào phiên khai thác mới. Khả năng cao cái việc KYC với app Sira sẽ diễn ra giữa hai người thực với nhau. Nghĩa là mình có đào Sira, bạn A kia cũng có đào Sira. Vậy mình sẽ sử dụng cái điện thoại của mình để KYC hình ảnh rồi video người thực việc thực cho bạn A, và bạn A kia cũng ngược lại dùng cái app đào Sira Bank trên điện thoại của bạn ấy để KYC người thực việc thực cho cái tài khoản đào Sira Bank của mình. Nghĩa là phải có hai con người thực để xác thực cho nhau. Một cách làm cũng khá là hay và độc lạ đến từ cái app Sira Bank. Đây mới chỉ là cái giả thiết mà mình dự đoán về cách thức KYC cho những ai nhận được cái giao diện mới này trên app đào Sira. Thì nếu không đúng thì bạn nào đã thực hiện KYC P2P kiểu này rồi có thể chia sẻ lại với mình để biết được cách thức mà Sira đang làm. Mình thấy khá là hay nếu mà có cái cách làm đó, bởi vì nó đảm bảo giữa hai người thực để xác thực cho nhau chứ không phải là các cái tài khoản giả mạo. Mỗi người có một cái cách, mỗi một dự án có một cái cách làm hay. Ví dụ như là Ice Network thì họ dựa vào cái trang chủ Twist, trang chủ X của họ để có thể thực hiện KYC bước 2. Thì họ có một cách làm gọi là lưỡng cử nhất tiện. Đó, một công đôi việc, vừa thực hiện được KYC với tài khoản đào Ice của mọi người mà lại vừa tăng được lượt follow, lượt tương tác ở trên X. Khá là hay, mỗi ông có một kiểu nhưng mà tựu chung lại thì đều là đảm bảo cái sự công bằng cho những người tham gia của dự án đấy. Phải không các bạn?